Đồng Ánh Quỳnh, Rima Thanh Vy gửi lời chào đến tất cả khán giả của bộ phim Người Vợ Cuối Cùng. Thật ra là Tiên rất là bất ngờ vì lần đầu tiên tổ chức ở một gọi là một cái không gian rộng lớn như vậy, và rất là đông anh chị em đến tham dự ở đây, gặp được rất là nhiều các anh chị em nghệ sĩ, từ diễn viên, ca sĩ rồi người mẫu vân vân. Cho nên là đây giống như là một cái buổi tiệc party nho nhỏ của các anh chị em nghệ sĩ với nhau vậy. Rất là choáng ngợp bởi vì hiện tại ở đây đang rất rất là đông, và không khí nè, cái sự háo hức của mọi người, mình cảm thấy là cái sức nóng của bộ phim này thật sự là không thể đùa được. Sau cái những cái đoạn trailer cực kỳ hot của bộ phim ở trên social media thì Vy nghĩ là đây có một bộ phim mà rất nhiều anh chị em nghệ sĩ mong chờ. Em nghĩ là bởi vì mình có quá trình làm việc với Thuận rồi á, cho nên là cả ba chị em đều rất là thích cái sự thể hiện, cái diễn xuất của Thuận Nguyễn, cho nên là ngày hôm nay ba chị em mình tới đây chắc là để ủng hộ cho Thuận, ủng hộ cho ekip làm phim Người Vợ Cuối Cùng, cho thiên vị một tí xíu dành cho Thuận Nguyễn, là bởi vì đã có quá trình làm việc chung và biết Thuận là một trong những cái gọi là nam diễn viên rất là có tài và rất là yêu nghề, cho nên là rất muốn đến ủng hộ người em của mình. Nhưng bên cạnh đó thì cũng rất là dành một cái sự ngưỡng mộ cho ekip, đó là đến từ đạo diễn Victor Vũ này, rồi cả em bé gọi là em bé Katie Nguyễn nữa, tại Katie Nguyễn nhỏ hơn Tiên nhiều, thì cũng rất là mến mộ tài năng của những nghệ sĩ tham gia trong cả bộ phim luôn, cho nên là rất là muốn đến đây để ủng hộ ekip Người Vợ Cuối Cùng. Và Tiên cũng như là Rima hay là Đồng Anh Quỳnh tin chắc rằng là Người Vợ Cuối Cùng sẽ chưa hết là về mặt chất lượng là chưa xem, nhưng mà chắc chắn là chất lượng sẽ rất là perfect, rất là tuyệt vời, và kỹ năng diễn xuất của các diễn viên cũng là một cái điểm mà đáng lưu ý nữa, cho nên mong rằng là Người Vợ Cuối Cùng sẽ thực sự là được khán giả yêu mến và trộm vía thắng lớn trong mặt trận vé doanh thu cuối năm nhé.